Trong sắc lệnh viết, vì lòng dũng cảm và can đảm thể hiện trong việc thực hiện nghĩa vụ chuyên nghiệp, trao tặng huân chương dũng cảm cho Formin Maxim Yuryevich, phóng viên chiến trường. Trước đó, ngày mùng 2 tháng 4, một vụ nổ đã xảy ra tại một quán cà phê ở Saint Petersburg trong buổi gặp gỡ của phóng viên chiến trường với Latlen Tatarsky. Hậu quả là chính nhà báo đã thiệt mạng, 33 người khác bị thương. Cô Daria Trepova, 26 tuổi, bị tình nghi liên quan đến vụ giết người, đã bị đưa vào danh sách truy nã. Ngày 3 tháng 4, cô đã bị Ủy ban điều tra Nga bắt giữ. Các nhà điều tra đang xác định động cơ phạm tội của Trepova. Trepova xác nhận rằng cô đã mang bức tượng có chất nổ đến sự kiện nhưng không nói ai đã đưa cho cô. Ủy ban điều tra Nga đã chuyển vụ án hình sự sát hại phóng viên chiến trường Vladlen Tatarsky được khởi tố trước đó thành tội danh nghiêm trọng hơn, một vụ tấn công khủng bố. Cơ quan điều tra tin rằng tội ác đã được lên kế hoạch và tổ chức từ lãnh thổ Ukraine hiện các nhà điều tra đang thiết lập toàn bộ chuỗi những người liên quan đến tội ác từ thủ phạm đến người đặt hàng